Các thưa quý vị, tới một cà phê nóng xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Trong ngày 16 tháng 10, thì một nghiên cứu do các chuyên gia tại Viện Karolinska thực hiện công bố trên tạp chí Bệnh Truyền nhiễm Lancet cho thấy biến thể BA.2.75.2, một dánh vụ khác của Omicron, đã có khả năng lẫn tránh miễn dịch gấp 6 lần so với biến thể BA.5, một biến chủng phổ biến trên toàn cầu hiện nay. BA.2.75.2 là phiên bản đột biến thế hệ tiếp theo của BA.2.75 bắt nguồn từ Omicron, kể từ lần đầu được phát hiện vào mùa thu năm nay, nó đã lây lan sang một số quốc gia song chưa phổ biến. Nghiên cứu cho thấy kháng thể trong các mẫu huyết thanh từ 75 tình nguyện viên ở Stockholm, Thụy Điển, giảm hiệu quả 6 lần khi tiếp xúc với BA.2.75.2 so với biến chủng BA.5 đang chiếm ưu thế. Các mẫu huyết thanh thu thập vào 3 thời điểm tháng 11 năm ngoái trước khi Omicron xuất hiện, tháng 4 sau một đợt lây nhiễm lớn, cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 khi BA.5 lưu hành rộng rãi. Theo nghiên cứu, chỉ một liệu pháp kháng thể đơn dòng là bt lovimab có thể vô hiệu hóa mạnh mẽ biến chủng mới. Liệu pháp này thường được chỉ định cho người có nguy cơ chuyển nặng sau mắc bệnh.